Ngày 15 tháng 1 năm 2024, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt đã có công văn gửi Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội với nội dung yêu cầu xác minh làm rõ thông tin vận động viên Phạm Như Phương của đội thể dục dụng cụ Việt Nam tố bị thu phí tiền thưởng huy chương. Ngoài ra, nữ vận động viên trẻ này cũng đã xin giải nghệ sau lùm xùm liên quan đến chuyện xin nghỉ phép đi nước ngoài. Cụ thể, sự việc bắt đầu từ tháng 6 năm 2023 khi vận động viên Phạm Như Phương xin huấn luyện viên trưởng được sang Mỹ thăm gia đình vào cuối năm. Huấn luyện viên yêu cầu Như Phương phải có thành tích ở giải thể dục dụng cụ vô địch quốc gia 2023 mới đồng ý xin cho học trò sang Mỹ. Dù Phạm Như Phương đã giành 3 huy chương vàng cá nhân cho đội Hà Nội, vận động viên này kể lại rằng huấn luyện viên của cô vẫn không báo cáo việc Như Phương đi Mỹ cho lãnh đạo bộ môn như đã hứa, khiến cô bị kỷ luật, gạch tên khỏi danh sách tập huấn của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia 2024. Sau đó, Phạm Như Phương giải nghệ ở tuổi 20. Trong nhiều năm thi đấu cho đội tuyển thể dục dụng cụ, vận động viên Phạm Như Phương chia sẻ, cô thường phải trích 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên trưởng. Với một số khoản thưởng nóng của nhà tài trợ, Như Phương cũng kể rằng cô phải cắt phí cho huấn luyện viên trưởng con số 30%, sau đó nâng lên thành 50% từ năm 2022 cho đến nay. Phản hồi về lùm xùm này ở đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao cho biết đã tiếp nhận thông tin mà báo chí truyền thông đăng tải. Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao khẳng định sẽ làm việc với bộ môn thể dục, huấn luyện viên trưởng cũng như đại diện trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, nơi vận động viên Phạm Như Phương tập luyện cùng với huấn luyện viên. Các bên có liên quan phải báo cáo về Cục Thể dục Thể thao trước ngày 17 tháng 1. Lãnh đạo cục khẳng định sẽ làm rõ thông tin và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm liên quan trong quá trình vận động viên Phạm Như Phương tập luyện và thi đấu. Phạm Như Phương cũng là một hot TikToker trên mạng xã hội. Theo Như Phương, mọi chuyện xuất phát từ việc cô có chuyến đi thăm Mỹ để thăm bạn bè, người thân hồi tháng 12 năm ngoái. Sau đó cô nhận án kỷ luật nặng bằng việc bị gạch tên khỏi danh sách tập huấn đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia năm 2024, bị trả về đơn vị chủ quản là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội.